hé lộ thái độ của Trương Mỹ Nhân trong bức ảnh mới nhất bên Phí Ngọc Hưng. Phí Ngọc Hưng đích thân chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Trương Mỹ Nhân giữa lúc đang gây xôn xao. Những ngày qua, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng là cặp đôi được quan tâm sau khoảnh khắc nam diễn viên bị một cô gái lạ mặt kéo áo ở sự kiện. Ngay lập tức, cô gái này khẳng định bản thân và Phí Ngọc Hưng chỉ đơn thuần là những thành viên trong một hội bạn thân thiết. Đến tối ngày 22 tháng 4, Phí Ngọc Hưng đã trực tiếp có chia sẻ mới liên quan đến vợ sắp cưới Trương Mỹ Nhân. Theo đó, nam diễn viên khoe bức ảnh đời thường ngọt ngào bên nửa kia để dập tan những tin đồn không đáng có. Lộ diện bên cạnh vị hôn phu, Trương Mỹ Nhân mỉm cười nhẹ nhàng, thần sắc vui vẻ và thoải mái. Phí Ngọc Hưng còn tiết lộ cả hai vừa cùng nhau đi thanh toán tiền điện cho ngôi nhà chung, ngầm phủ nhận những thông tin tiêu cực. Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng được yêu thích bởi cuộc sống thú vị, đầy màu sắc bên cô con gái Bona. Phí Ngọc Hưng mong muốn đám cưới vào cuối năm nhưng Trương Mỹ Nhân đã đặt thử thách cho đàng trai trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Cụ thể, mẹ Bỉm từng chia sẻ về việc lên xe hoa sau 3 năm yêu, tôi cũng không quan trọng việc tổ chức hôn lễ, quan trọng là cả hai sống với nhau như thế nào. Tất nhiên, ai cũng mong mình có một đám cưới như kỷ niệm đẹp tuyệt vời, nhưng đây là lúc chúng tôi nhìn lại, xem tình yêu có đủ lớn, có đủ hy sinh vì nhau để xây dựng một gia đình không. Hai chúng tôi còn rất trẻ, khi xác định cưới thì phải cam kết gắn bó với nhau cả đời. Tôi rất mong một ngày cả hai sẽ gắn kết và thỏa thuận được mọi thứ để cưới nhau. Thật ra người chưa muốn tổ chức đám cưới là tôi. Tôi phải xem thái độ của Ngọc Hưng từ giờ đến cuối năm xem như thế nào, nếu được thì chúng tôi sẽ cưới.